Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một điểm hẹn đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi. Và chắc hẳn là trong tuần vừa rồi, một cái tuần mà có thể nói là rất là nhiều những cái biến động của thị trường, thì có thể là một vài anh em sẽ vẫn còn hơi bồng bềnh một xíu sau những cái biến động đó. Nhưng mà hy vọng là cái chủ đề tuần này của chúng ta, sau khi mà cái cơn bão nó tạm lắng được một thời gian, thì hy vọng là cái chủ đề và cái câu chuyện của chúng ta hôm nay nó đâu đó sẽ giúp anh em chắt lọc ra được một vài những cái mảnh ghép nó hữu ích và giúp anh em có thể tự tin hơn trong cái hành trình khám phá thị trường DeFi trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước khi đi vào cái nội dung chính của tập tuần này thì chúng ta sẽ chào đón một vị khách mời đã quá quen thuộc với podcast này. Chào mừng anh Poseidon đã đến với DeFi Discussion tuần này. Cảm ơn Nguyên và xin chào tất cả các bạn đang xem DeFi Discussion. Mình là Poseidon và hôm nay sẽ là một cái tập mà mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Nguyên và cùng với Nam để chúng ta chia sẻ về những cái thú vị đã trải qua trong cái thời gian qua, nó liên quan đến DeFi nói riêng và thị trường nói chung. Rồi, ok. Thì có một cái công thức, một cái dòng tweet mà nó cũng khá là phổ biến trong cộng đồng Twitter trong tuần vừa rồi. Thì có một cái câu đùa nó là như thế này. Tức là nếu như mà trong cái tuần vừa rồi mà bạn không bị liquidate, bạn không bị thanh lý á, thì có thể coi là bạn đã vượt qua được thêm một cái bài test nữa của thị trường. Thì cái dòng tweet đó nó gợi lên cho bọn mình một cái ý tưởng là tập tuần này chúng ta sẽ nói về cái hoạt động thanh lý và cũng như là những cái vị thế đòn bẩy và làm sao để chúng ta có thể sử dụng được những cái vị thế này nó một cách hiệu quả, nó tối ưu, nó tạo ra những cái lợi nhuận nó cao hơn bình thường, tất nhiên là với một ít rủi ro, nhưng mà chúng ta làm sao để tận dụng được cái sự tối ưu đó nhưng mà vẫn phải có thể kiểm soát được những cái rủi ro không đáng có. Thì hy vọng là cái nội dung tuần này nó sẽ đâu đó giải đáp những cái thắc mắc đó cho anh em. Rồi thì đầu tiên đi, cái câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đó là sau cái một cái buổi thứ hai tuần trước ha, một cái buổi thứ hai có thể coi là Black Monday của thị trường, thì không biết là nếu được chọn ra ba cái gạch đầu dòng và ba cái insight thú vị mà anh thấy được trong cái sự kiện vừa rồi của thị trường, một cái đợt mà có thể coi là chứng kiến rất là nhiều những cái vị thế đã bị thanh lý, thì không biết là từ cái góc nhìn của một người quan sát thị trường thì anh Poseidon sẽ chọn ra ba cái gạch đầu dòng nào? Theo cá nhân mình thì mình thấy một số cái điểm mà mình nghĩ là mình thấy nó sẽ hơi khác một chút so với những cái đợt thanh lý trước. Thì đầu tiên thì có thể nói là với cái thời điểm hiện tại ha, thì rõ ràng là chúng ta đang trải qua một cái giai đoạn thị trường mà nó khá là khó khăn đối với hầu hết anh em mà kiểu chúng ta đang hy vọng là sẽ có một cái altcoin season. Thì chúng ta đang trải qua một cái thị trường khá là khó khăn khi mà Bitcoin thì nó vẫn có cái performance khá là tốt, và hiện tại thì cái giá nó so với cái thời điểm mà 1-2 năm trước thì nó vẫn đang cao hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó chỉ là kiểu như nó hoàn toàn tách biệt so với thị trường chung, và đa phần altcoin thì đều không có được hưởng quá nhiều cái lợi ích từ cái việc tăng giá của Bitcoin. Thì chính vì vậy thì cái điểm đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng mặc dù hiện tại thì xét về dài hạn, về trung hạn, thì rõ ràng chúng ta vẫn có thể nói là chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà thị trường nó đang là uptrend, nhưng mà cái uptrend này thì nó chỉ dành riêng cho một số cái đồng coin nổi bật thôi, và cái thanh khoản thị trường nó đang khá là kém, cho nên là anh em có thể thấy rằng so với những cái thời điểm mà uptrend trong các cái giai đoạn trước, gần đây nhất là thời điểm 2021, thì cái sự thanh lý mặc dù nó cũng khá là khắc nghiệt, nhưng mà nó có một điểm khác biệt là lần này thì thị trường cái giá trị thanh lý thứ nhất là nó ít hơn so với những cái thời điểm trước là cái thứ nhất, và cái thứ hai là có vẻ như chúng ta bị thanh lý nhiều, và cái giá giảm mạnh không phải là đến từ câu chuyện panic sell, tức là không phải đến từ cái việc mà tâm lý thị trường nó hoảng loạn đến mức tất cả đều bán ra, mà từ là cái câu chuyện mà thị trường nó cạn kiệt thanh khoản, tức là chỉ cần một số cái tin xấu và một số cái lực bán nhất định thì nó có thể khiến giá đi xuống rất là nhanh, và có thể tạo ra một sự thanh lý hàng loạt khi mà cái lực mua và
tức là anh em có thể hiểu là cái số lượng giao dịch mua bán và cái volume nó đang khá là hạn chế. Thì đó là cái thứ nhất mà mình muốn chia sẻ về về cái tổng quan thị trường hiện tại và cái mà mình nhận thấy trong cái cú giảm mạnh vừa qua. Cái điểm thứ hai thì nếu anh em có theo dõi một số cái số liệu thì chúng ta thấy là theo thống kê thì đợt này là có khoảng 1 tỷ đô bị thanh lý. Thì trong đó có một điều đặc biệt là có 350 triệu đô la là đến từ thị trường DeFi. Thì đây là một cái điểm nó khá là mới, tại vì thông thường khi mà chúng ta nhắc đến từ thanh lý thì chúng ta hay nói về những cái lệnh thanh lý lớn là liên quan đến giao dịch future hay là những cái vị thế margin ở trên những cái sàn giao dịch tập trung. Thì trong đợt này thì đến 350 triệu đô tức là khoảng gần 40%, 35% là đến từ các cái vị thế ở trên DeFi mà đa phần nó nằm ở cái nền tảng Lightning. Thì đây cũng là một cái điểm mà nó đáng chú ý so với những cái cú giảm trước đây. Và cái điểm thứ ba mà mình chú ý đó là cũng có một số cái cảnh báo nhẹ nhàng đến từ thị trường có liên quan đến những cái loại tài sản mà chúng ta cũng đã nói khá nhiều trong những cái tập trước rồi. Đó là những cái tài sản mà nó mang tính rủi ro cao. Ở đây là mình muốn nói đến câu chuyện là một số liquid staking token nó bị mất vét nhẹ, mặc dù là nó cũng chưa có gây ra một cái hậu quả gì cả gọi là đáng ghi nhận, nhưng mà nó cũng là một cái lần cảnh báo nhẹ nhàng từ thị trường khiến cho chúng ta phải bắt đầu cảnh giác hơn với những cái loại tài sản như thế này. Thì đó là ba cái điểm mà mình chú ý. Chắc là cũng tiếp nối cái câu chuyện về liquid staking và liquid restaking, thì nếu như mà đảo sơ qua những cái con số trong cái thời điểm mà thị trường nó có cái đợt thanh lý khá là mạnh vào cái buổi thứ hai đó, thì chúng ta cũng thấy là cái gas wave đâu đó nó đội lên tầm khoảng 150 đến 200 quay. Thì đó cũng là một cái biến động khá là đáng chú ý, và thậm chí là có một vài cái ảnh chụp ở trên Twitter, nếu như mà anh em nào theo dõi thì có thể thấy là các cái layer 2 á, ví dụ như là Arbitrum đi, thì có những lúc mà cái phí gas trên Arbitrum nó lên tới con số 20 đô để thực hiện một cái lệnh giao dịch ở trên cái layer 2 này, thì nó cũng phần nào nói lên được là cái yếu tố giống như cái con số hồi nãy anh Poseidon có đề cập là cái yếu tố về thanh lý ở trên các cái nền tảng lending on-chain thì nó cũng đã gần như là nó nhiều hơn hẳn, các cái hoạt động on-chain bây giờ nó cũng nhiều hơn hẳn so với cái giai đoạn trước đây. Thì đó cũng là một cái chúng ta có thể nốt lại mà theo dõi để biết được là cái bối cảnh hiện tại của thị trường nó đã có những cái sự dịch chuyển như thế nào. Rồi thì chắc là câu hỏi thứ hai, cái câu hỏi này thì nó hơi mang yếu tố tâm lý một xíu. Chúng ta biết là những cái vị thế đòn bẩy thì chắc chắn là nó sẽ có cái rủi ro rồi. Ai cũng biết là vay lending hoặc là đòn bẩy, thậm chí là đánh các cái lệnh future trên CX thì nó sẽ có rủi ro bị thanh lý, thì ai cũng biết điều đó rồi. Nhưng mà tại sao trên các cái nền tảng lending thì nó vẫn có những cái vị thế rất là lớn bị thanh lý trong đợt vừa rồi? Và để mà lý giải cho cái hiện tượng đó thì anh Poseidon sẽ chọn ra những cái lý do khách quan và chủ quan, những cái lý do nào, thì cũng muốn biết là cái nhận định của anh về cái vấn đề này. Nó cũng hơi liên quan một xíu đến tâm lý của những cái nhà đầu tư tham gia vào cái thị trường. Thì thực ra thì em có thể hiểu là cái bản chất của cái nền kinh tế nói chung và cái thị trường nào nói riêng thì nó cũng sẽ dựa trên cái hoạt động nợ, hay chúng ta hay cái từ tài chính là tín dụng đó, tại vì chúng ta phải có những cái khoản gọi là chúng ta vay, chúng ta mượn nợ như vậy thì chúng ta mới có cái nguồn để chúng ta có thể thúc đẩy cái hoạt động kinh tế hoặc là thúc đẩy cái hoạt động đầu tư. Thì theo cái quan điểm cá nhân của mình thì dĩ nhiên cái cú sập mà vừa rồi á, thì mình nghĩ là cũng khá là nó liên quan đến cái tin tức về địa chính trị trên thế giới khá là nhiều, chứ nó không có thuần túy đến từ cái thị trường crypto, cho nên là nó cũng khá khó để mà chúng ta có thể dự đoán được. Thì cái thời điểm mà Bitcoin nó đi từ cái vùng vừa 53.000 lên 70.000 đó, thì đa phần tâm lý của chúng ta khá là bullish, đúng không ạ? Và chúng ta hy vọng là altcoin sẽ là cái mảng tiếp theo có thể tăng trưởng. Thì chính vì vậy là đây cũng là một cái lý do khiến cho khá là nhiều người ta có thể là vay mượn nhiều hơn để người ta mua những cái đồng altcoin mà người ta kỳ vọng là nó sẽ tăng trưởng. Cái lý do thứ hai đó là
nếu mà anh em nhìn sơ qua cái lãi suất ở trên các cái nền tảng lending hiện tại ấy, thì đặc biệt với các cái loại stablecoin ấy, thì cái lãi suất nó đang, lãi suất mà chúng ta vay và chúng ta phải trả thì nó cũng đang khá là thấp. Thì điều này nó cũng là một cái lý do để thúc đẩy cái nhu cầu của người đi vay, khi mà rõ ràng chúng ta có thể vay một lãi suất thấp và chúng ta kỳ vọng có thể tạo ra được những cái lợi nhuận nó cao hơn gấp nhiều lần, thì đây cũng là một cái lý do khiến cho nhiều người bắt đầu đi vay nhiều hơn ở trên các cái nền tảng lending. Và cái thứ ba đó là các cái nền tảng lending nó như chúng ta có chia sẻ với nhau ở cái phần trước đây của DeFi Discussion đó, thì hiện tại nó đang tiếp tục mở rộng thị trường bằng cách là cho vay dựa trên các cái loại tài sản mới như là Liquid Staking Token hay là Liquid Restaking Token. Thì đây cũng là một cái mảng thị trường mà theo mình thấy nó hiện tại nó vẫn đang rất là FOMO, bởi vì xét cho cùng á thì cái sự bullish đến từ cái tin tức liên quan đến Ethereum ETF hay là các cái hứa hẹn về các đợt airdrop của các cái giao thức mới thì nó vẫn rất là hấp dẫn, và đây là một cái market size nó rất là lớn, và chỉ cần một phần nhỏ đưa vào cái thị trường DeFi thôi, nó cũng khiến cho cái vị thế vay và cho vay ở trên DeFi nó tăng lên khá là nhiều rồi. Thì theo mình đó là một số cái lý do chính. Thì bên cạnh đó cũng là một số cái lý do khác, ví dụ như là một số cái dạng DeGen người ta có nhiều kinh nghiệm thì người ta có thể lợi dụng cái chênh lệch lãi suất, chênh lệch lợi nhuận giữa các cái thị trường khác nhau để người ta vay ở nơi thấp và cho vay lại ở nơi cao, người ta kiếm lợi nhuận. Thì nếu mà anh em muốn nghiên cứu sâu hơn về cái lý do thì anh em có thể check ở trên một cái nền tảng lending mình có check trên AV ấy, thì cái lượng tài sản nạp vào chủ yếu trong AVV3 ở trên set trên Ethereum thôi nhé, thì nó chủ yếu nó là DAI DAI và SDAI, tại vì rõ ràng thì đây là một cái stablecoin mà anh em có thể nắm giữ và kiểu nhận được lợi nhuận á, thì cho nên người ta có thể tiếp tục deposit vào một cái nền tảng lending để người ta gọi là tối đa hóa lợi nhuận người ta nhận được. Trong khi đó thì cái tỷ lệ mà cho vay ấy, thì ví dụ như trên AVV3 người ta ghi nhận một con số là 34,7% người vay là người ta vay WETH đó, thì chúng ta những cái số liệu nó cũng đã phản ánh phần nào những cái lý do mà thị trường DeFi ngày càng kiểu như những cái vị thế vay và cho vay, thứ nhất là nó ngày càng lớn về mặt volume, và cái thứ hai là nó ngày càng tăng nhanh về cái số lượng vị thế. Có thể thấy là ví dụ như là cái câu chuyện chênh lệch lãi suất thì tuần vừa rồi thì nói một xíu ở cái thị trường truyền thống thì chắc là nhiều anh em cũng nghe khá là nhiều đến cái cụm từ yield carry trade đúng không? Thì bên DeFi cũng có những cái câu chuyện tương tự như vậy, tức là họ tận dụng những cái sự chênh lệch lãi suất, ví dụ như giống như hồi nãy anh Poseidon có đề cập là cái lãi vay các cái stablecoin phổ biến như là USDC, USDT ở trên các cái nền tảng lending thì nó cũng giảm khá là sâu, chắc đâu đó tầm khoảng 4-5% gì đó ở thời điểm hiện tại anh Poseidon ha. Và nó khá là khác xa rất là nhiều so với cái bối cảnh mà cũng ở trong một cái tập DeFi Discussion mà mình ngồi với anh Poseidon cũng có từng nói đến ở một cái giai đoạn cách đây cũng vài tháng thôi, đó là về cái câu chuyện mà stablecoin ở cái thời điểm đó nó lên tới 10-15% ở trên các cái nền tảng, kể cả CX, kể cả lending, thì nó khác xa rất là nhiều với cái bối cảnh đó. Thì các cái stablecoin hiện tại lãi vay đâu đó nó rất là thấp, ví dụ như là 4-5%, nhưng mà những cái nền tảng như là MakerDAO thì họ vẫn duy trì một cái mức, tức là họ vẫn có cái điều chỉnh lãi suất làm sao cho nó về theo cái nhịp chung của thị trường, nhưng mà nó vẫn tồn tại cái mức chênh tối thiểu. Em nhớ không nhầm là hiện tại thì với lãi suất của DAI hiện thì hình như là nó dao động từ khoảng 6-8% gì đó, thì cũng có những cái chênh lệch như vậy, thì cũng là một cái lý do mà tại sao họ thực hiện những cái kiểu như là carry trade, những cái thứ mà chúng ta thấy khá là nhiều ở trong cái thị trường truyền thống, mọi người nói rất là nhiều về cái hoạt động đó ở trong thị trường truyền thống trong tuần vừa rồi. Một cái ý nữa là cũng liên quan đến cái câu chuyện là airdrop, thì em thấy cái này cũng khá là phổ biến, tức là cái việc là người ta gửi rất là nhiều Ethereum vào và người ta vay những cái tài sản liquid restaking ra để có được những cái cơ hội nhận airdrop, thì đây cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta thấy là những cái con số lãi suất ở trên thị trường nó phản ánh cái động lực đó của những người tham gia thị trường DeFi. Rồi thì tuần vừa rồi thì có lẽ là một cái tuần mà chúng ta thấy
rõ nét nhất là việc các cái thị trường truyền thống và DeFi nó tương tác và nó ảnh hưởng ngày một rõ nét với nhau. Thì cái câu hỏi tiếp theo nó sẽ có yếu tố chung chung hơn một xíu, nó cũng không thuần về câu chuyện DeFi lắm đâu, và nó cũng hơi lý thuyết một xíu. Thì không biết là từ góc nhìn của anh Poseidon á, thế nào là một cái khoản nợ tốt và thế nào là một cái khoản nợ xấu? Thì cái này nó cũng liên quan đến thị trường truyền thống rồi, nhưng mà cái phần thứ hai là muốn anh Poseidon có thể đưa ra một cái ví dụ nào đó về một cái người tham gia DeFi mà để có thể làm rõ thêm hai cái khái niệm trên trong nội bộ cái thị trường DeFi. Thì thì không biết là anh Poseidon sẽ định nghĩa hai cái khái niệm này như thế nào. Một cái câu chuyện mọi người nói rất là nhiều ở trong thị trường truyền thống rồi. Thì thực ra cái này nó cũng là kiến thức cũng cơ bản thôi. Và thực ra thì mình cũng ở đây mình cũng chia sẻ là dưới góc nhìn của một cái nhà đầu tư đi, thì chúng ta khi mà chúng ta nói về nợ cá nhân đi, thì nợ ví dụ như mình nợ đi, thì mình sẽ chia như thế nào là nợ xấu, nợ tốt. Thì thường với dưới góc độ của một cái người nhà đầu tư cá nhân đó, thì chúng ta cứ hiểu đơn giản thôi, nợ xấu là những cái nợ mà chúng ta vay để mà chi tiêu vào những cái tiêu sản, hoặc là những cái đa phần là những cái khoản nợ tiêu dùng ấy, nó không có tạo ra được cái lợi nhuận mà nó lại phải chịu một cái lãi suất cao. Ví dụ như anh em mua iPhone 14 Pro Max bằng kết quả trả tín dụng chẳng hạn, thì nó là một cái loại mà có thể tính là nợ xấu, tại vì rõ ràng chúng ta đang mua một cái tiêu sản nó bị giảm giá trong thời gian dài, nhưng mà chúng ta lại phải chịu một cái lãi suất tín chấp nó cao hơn so với những cái lãi suất ngân hàng bình thường. Thì thậm chí là có anh em còn vay những cái đơn vị tổ chức tín dụng mà kiểu duyệt hồ sơ nhìn gọn đẹp mà không mất, không cần chứng minh gì á, thì lãi suất nó còn cao hơn nữa, thì đó là nợ xấu. Còn nợ tốt dưới góc độ của nhà đầu tư thì ví dụ như anh em vay mua bất động sản và bất động sản nó tăng giá, thì chúng ta gọi đó là nợ tốt. Về mặt lý thuyết thì chúng ta vẫn đang nợ ngân hàng, nhưng mà 5-10 năm thì lãi suất ngân hàng, ví dụ như mình tính giá lãi suất hiện tại lên quên trung bình đi, từ 7-8% đi, nhưng mà bất động sản nó tăng có thể 15-20% gì đó một năm, thì tính tổng quan là chúng ta đang có một cái lợi nhuận và chúng ta đang tạo ra tài sản, thì đó là nợ tốt. Hoặc là chúng ta vay để chúng ta sản xuất kinh doanh đầu tư gì đó và nó tạo ra lợi nhuận để chúng ta có cái nguồn tiền để chúng ta trả nợ, và ngoài ra chúng ta còn dư ra một khoản nữa, thì đó là nợ tốt. Nhưng mà đó chỉ là một cái khái niệm mà dưới cái góc nhìn nhà đầu tư thôi, thì mình chia sẻ để cho anh em hiểu thêm. Còn khi mà chúng ta nói đến nợ xấu, nợ tốt đó, thì thông thường là chúng ta nên áp dụng cái góc nhìn từ phía các cái tổ chức tín dụng đó, thì người ta còn đơn giản hơn nữa, tức là nợ tốt là những cái nợ mà có khả năng thu hồi cả vốn lẫn lãi ha, là gọi là nợ tốt. Tức là những cái dạng mà ngân hàng người ta cho vay thế chấp, tức là khi mà mình vay 3 tỷ đi thì mình phải thế chấp một cái bất động sản mà tại thời điểm đó, thời điểm mình vay nó được định giá là 5 tỷ, 6 tỷ, tức là mình chỉ được vay tối đa 50-70% cái giá trị tài sản thế chấp thôi. Thì cho dù giờ cũng có rủi ro là mình thất bại, mình không có tiền mình trả cho ngân hàng, thì ngân hàng người ta vẫn thu hồi được cái khoản nợ đó cả gốc lẫn lãi thông qua cái việc người ta bán tài sản thế chấp đi. Thì đó là nợ tốt đối với ngân hàng. Còn nợ xấu đối với ngân hàng là những cái khoản nợ mà khó có khả năng thu hồi, hoặc là chỉ thu hồi được một phần đó. Mình ví dụ như là những cái ngân hàng truyền thống, ngân hàng mới thì người ta hay phát triển những cái sản phẩm tài chính nó mang tính là duyệt chi nhánh các thứ, những cái công ty con nó cho phép vay nhanh nhưng mà không cần check hồ sơ tín dụng của khách hàng để mà vay những cái khoản nhỏ nhỏ mười mấy 50 triệu gì đó, thì sau đó thì có thể là nó gặp cái tình trạng là ngân hàng không thể nào thu hồi được, hoặc là bị khách hàng gọi là chia tay luôn á, bye bye luôn, không có trả nữa, thì đa phần những cái nhóm đó sẽ là tính vào nợ xấu. Thực ra thì nếu mà xét cho cùng thì hai cái góc nhìn trên nó đều có liên quan đến nhau thôi, thì nhưng mà chúng ta cứ định nghĩa dưới cái góc nhìn của các cái tổ chức tài chính đi cho nó dễ hiểu đó. Thì đơn giản nợ tốt là nợ có khả năng thu hồi gốc lẫn lãi và đúng thời hạn, còn nợ xấu là những cái nợ mà nó mang tính khó có khả năng thu hồi, hoặc là chỉ thu hồi được một phần thôi, và thông thường cái việc thu hồi nó cũng gặp khá là nhiều khó khăn đó, thì gọi là nợ xấu. Thì em cứ hiểu vậy cho nó đơn giản ha. Còn nếu mà nói về thị trường DeFi thì dưới góc nhìn nợ xấu, nợ tốt đi, thì chúng ta thấy rằng thị trường DeFi hiện tại liên quan đến các cái nền tảng lending đó, thì đa phần có thể 90-95% các cái nền tảng lending nó đều hoạt động theo mô hình đó là vay thế chấp. Thì vay thế chấp ở đây có nghĩa là anh em phải deposit một cái loại tài sản nào đó anh em đang nắm giữ, và anh em vay những cái tài sản khác với một cái tỷ lệ
như mình nói hồi nãy á, là nó cũng phải đảm bảo theo cái chuẩn của cái giao thức đưa ra. Ví dụ như là đối với các cái loại tài sản an toàn như Ethereum hoặc là stablecoin chẳng hạn, nó biến động thấp thì anh em có thể vay 70% giá trị tài sản thế chấp. Còn đối với những cái tài sản mà nó mang tính thanh khoản kém, ví dụ như các cái đồng altcoin nó nhỏ hơn, vốn hóa nó nhỏ hơn chẳng hạn, thí dụ như những cái đồng mới kiểu STRK chẳng hạn, hay ZK gì đó, hay những cái đồng mà nó biến động nhiều hơn, thì anh em chỉ được vay 30-50% thôi. Thì đó là tùy vào cái từng giao thức. Thì đa phần chắc là 95% các cái giao thức hiện tại trong thị trường DeFi nó hoạt động theo mô hình này, tức là vay thế chấp. Thì nó nhìn chung thì gọi là an toàn á, thì thực tế là cũng có an toàn, nhưng mà bởi vì cái tính chất của thị trường crypto nó biến động nhanh quá, và nó sẽ, và cái việc thanh lý ở trong thị trường crypto á, nó sẽ không có được trật tự ha, mình là không có được trật tự và trình tự như trong thị trường truyền thống, mà nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào, thứ nhất là cái oracle mà cái giao thức DeFi sử dụng. Tại vì rõ ràng tính giá thanh lý là dựa trên oracle hết, chứ không có ông nào ngồi tính giá bằng tay cả. Thì cái oracle đó nó tính toán dựa trên cái tỷ giá hối đoái, hay là cái tỷ giá thị trường, hay là một cái cách nào tính nào đó, hoặc là đôi lúc nó bị lỗi chẳng hạn, thì có thể xảy ra những cái sự cố rất là tệ liên quan đến thanh lý. Cái thứ hai là về cái cơ chế thanh lý của bản thân giao thức DeFi nó có đủ tốt hay không. Nó đủ tốt đây là nó phải vừa đảm bảo là, đầu tiên nó phải đảm bảo là giao thức của mình sẽ an toàn, cái đó là cái quan trọng nhất. Cái tiếp theo là nó sẽ hạn chế tối đa cái thiệt hại cho cái người dùng. Nó không phải chúng ta ở đây chúng ta thanh lý là chúng ta không quan tâm đến cái người đi vay. Đôi lúc người ta vay không, người ta vẫn vay ở một cái tỷ lệ an toàn, nhưng mà mất pet chẳng hạn, đúng không, sự cố tài sản mất pet, hay là bị hack, hay là một cái phút nào đó nó ra kiểu nó bất thình lình thì người ta không xử lý kịp, thì lúc đó giao thức có đưa ra được những cái cơ chế nó đủ an toàn cho người dùng không? Tức là thí dụ như thanh lý một phần, hoặc là thanh lý làm sao có một cái ngưỡng thanh lý làm sao để mà nó vẫn đảm bảo an toàn giao thức mà nó vẫn giảm tối đa thiệt hại cho cái người dùng, thì vân vân. Thì đó là cái góc nhìn từ phía DeFi. Còn góc nhìn từ cái giao thức Lightning thì đó là những cái nợ tốt đó. Thì hiện tại đa phần những cái giao thức Lightning thì nó vẫn đảm bảo được là cái hoạt động theo cái mô hình này tương đối an toàn, tức là phải thế chấp rồi mới vay được. Nhưng mà vẫn sẽ có những cái trường hợp mà bản thân giao thức và các cái người đi vay dính phải nợ xấu. Nó hiếm thôi, tại vì khá là ít, nhưng mà như mình nói thì vẫn có. Nếu mà anh em chịu khó search lại thì gần trước đây cái giao thức mà hiện tại nó liên quan đến cái mạng Reward Asset là Maple Finance á, nó có cho một cái tổ chức tín dụng là cái gì trading đó, mình cũng quên cái tên này, hình như là Ontogonal Trading gì đó, mình không có nhớ chính xác cái tên lắm, nhưng mà đại loại là hồi xưa khi mà mình research về cái mạng Reward Asset thì nói chung mình cũng theo dõi cái Maple này lâu rồi, thì nó từng dính phải một cái sự cố, đó là nó cho vay theo kiểu tín chấp đó. Tức là bởi vì khách hàng của nó không phải là khách hàng cá nhân, khách hàng của nó là các cái quỹ tín dụng, các cái quỹ đầu tư ở trong thị trường crypto và thị trường truyền thống, cho nên là cái hồ sơ của về mặt hồ sơ điểm tín dụng ấy, thì mấy quỹ này khá là uy tín, cho nên là nó cho vay dưới chuẩn, tức là chỉ thế chấp một phần thôi, và cái số tiền vay có thể vượt hơn rất là nhiều so với tài sản thế chấp. Thì ông này ông kiểu như ông cho cái thằng quỹ đó vay 36 triệu đô, và khi mà gặp sự cố thì ông quỹ này là ông tuyên bố là không thể hoàn trả nữa, thì nó là Maple Finance nó dính vào một khoản nợ xấu. Thì đó chính là nợ xấu ở trên thị trường DeFi, khi mà chúng ta đánh đổi cái sự phát triển nhanh của giao thức, tức là thứ nhất là chúng ta đi theo một cái hướng mới là hướng tín chấp, thì dĩ nhiên là cũng đáng khuyến khích thôi, không có gì chúng ta chê trách cái câu chuyện mà một giáo thức người ta muốn phát triển theo một hướng mới cả. Nhưng mà khi mà cái cơ chế quản lý của anh nó chưa đủ tốt, cái cơ chế đánh giá rủi ro của anh nó chưa đủ tốt, nhưng mà anh lại muốn phát triển nhìn lên, tức là anh muốn thu hút GVL một cách nhanh nhất, anh đưa ra cái lãi suất cao để cho người dùng nạp tiền vào, thì anh cũng phải làm sao để anh cho vay lại với cái lãi suất cao hơn thì giáo thức của mình mới sống được chứ. Thì trong cái quá trình mà phát triển nó nhanh quá, chúng ta chưa có kịp xây dựng một cái quy trình nó tối ưu hóa và nó giảm thiểu rủi ro, và chúng ta đánh giá hồ sơ tín dụng một cách hời hợt quá, khiến cho cái giao thức nó bị thiệt hại, thì đó chính là nợ xấu. Thì đó là cái chia sẻ của mình về một số cái ví dụ về nợ tốt và nợ xấu ở trong cái thị trường crypto. Hồi nãy có một cái ý mà cũng muốn
Bổ sung thêm một xíu về cái câu chuyện về Oracle hồi nãy anh Poseidon có đề cập, thì trong tuần vừa rồi thì cá nhân mình cũng đọc được một cái chuỗi nội dung khá là hay liên quan đến các cái định dạng Oracle. Thì bọn mình cũng có một cái thảo luận nho nhỏ trong group FOMO Sapiens. Thì anh em nào quan tâm về cái câu chuyện về các cái dạng Oracle, ví dụ như là Exchange Rate Oracle hoặc là Market Oracle, các cái định dạng Oracle này nó lấy cái tỷ giá như thế nào và cái rủi ro của từng cái loại Oracle này như thế nào, nó ảnh hưởng đến cái việc thanh lý như thế nào, thì anh em có thể tham gia vào FOMO Sapiens. Thường hay có những cái cuộc thảo luận liên quan, nó hơi chuyên sâu một xíu về câu chuyện kỹ thuật một xíu, nhưng mà khá là ít người tham gia DeFi họ đào sâu và họ kiểm tra những cái vấn đề như vậy. Thì khi mà cái giao thức ví dụ như là họ sử dụng cái kiểu Oracle theo kiểu market chẳng hạn, thì khi mà biến động tỷ giá ở trong các cái pool nó ảnh hưởng lên thì nó cũng gây ra những cái sự kiện thanh lý nó cũng không đáng có. Thì đó cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà tham gia những cái hoạt động ở trong thị trường DeFi. Những cái chi tiết nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà một khi mà nó có những cái sự cố xảy ra thì chúng ta cũng thấy trong tuần vừa rồi thì cũng khá là nhiều những cái sự kiện thanh lý nó cũng diễn ra rất là nhiều. Rồi thì ok, trong một tập trước đây về cũng liên quan đến câu chuyện lending, và cũng ngồi với anh Poseidon thì anh em mình cũng có nói một cái câu chuyện là về cái mô hình kinh doanh của cái lending, đúng không? Họ làm sao để họ xây dựng những cái mô hình làm sao cho nó tối ưu và nó mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Tuy nhiên là trong tập tuần này chúng ta sẽ đứng từ khía cạnh của người dùng nhiều hơn, tại vì hồi nãy ví dụ như là trong cái phần nói về nợ xấu nợ tốt thì chúng ta cũng đứng khá là nhiều về cái khía cạnh là của cái giao thức, và chúng ta tìm ra cái điểm tối ưu làm sao để chúng ta chọn ra một cái nền tảng lending nó phù hợp để chúng ta đâu đó là đầu tư vào cái dự án đó. Nhưng mà cái phần này thì em cũng muốn là anh Poseidon, ví dụ như là từ cái góc nhìn của một người dùng các cái sản phẩm lending đi, thì có cái cách nào để tối ưu những cái sản phẩm này vào trong cái chiến lược của mình, làm sao để có được nhiều cái khoản nợ tốt từ những cái sản phẩm này hơn, và mình giảm thiểu những cái rủi ro, giảm thiểu những cái khoản nợ mà mình tạm gọi là xấu từ những cái giải pháp lending này. Bởi vì rõ ràng chúng ta cũng nói với nhau rất là nhiều lần rồi, các cái mạng lending, các cái mạng ngân hàng thì họ là một cái phần không thể thiếu của bất cứ một cái nền kinh tế nào. Và nếu như mà nói là chúng ta không sử dụng những cái giải pháp này thì nó cũng hơi gọi là hơi chưa rõ lắm. Thì cũng muốn biết là anh Poseidon đứng từ góc nhìn của một cái người dùng đi, thì làm sao để có thể có được những cái sự tối ưu đó? Thì dĩ nhiên rồi, thì như mình có nói chia sẻ hồi nãy, và nếu mà chắc cái này anh em nào tham gia thị trường tài chính nhiều, anh em chịu khó đọc hiểu, đọc mà nhiều thì anh em chắc anh em cũng có xem những cái video hoặc là đọc về những cái gọi là cái lý thuyết mà nền kinh tế vận hành của Ray Dalio hay là của nhiều người khác, người ta từng chia sẻ rồi, đúng không ạ? Là cái tiêu dùng của người này chính là thu nhập của người kia, nó đơn giản như vậy thôi. Và cái tiêu dùng ngày càng tăng thì cái thu nhập nó ngày càng tăng, thì mà muốn tiêu dùng tăng ấy, thì phải có tín dụng. Tức là ví dụ như mình có 1 tỷ nhưng mà mình lại muốn mua một cái căn nhà 2 tỷ thì mình phải có tín dụng, mình vay 1 tỷ còn lại. Thì đó chính là cái guồng máy mà giúp cho cái nền kinh tế phát triển. Đó là tín dụng. Nhưng mà dĩ nhiên thì cái tín dụng nó sẽ có hai mặt của nó, tức là cái thị trường kinh tế. Cái kinh tế nó tăng đó, nó dựa trên cái năng suất lao động, nó cái cải thiện về năng suất lao động, tức là nên chúng ta tạo ra được những cái máy móc hoặc là những cái cải tiến về mặt công nghệ, nó giúp cho cái lao động của chúng ta nó tăng năng suất lên. Hoặc là dựa vào tín dụng, thì cả hai cái nó luôn đồng hành thôi, nhưng mà sẽ có những cái thời điểm tín dụng nó tăng nhanh quá thì nó sẽ tạo ra những cái rủi ro khi mà nền kinh tế nó phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Và trước đây thì chúng ta đã thấy rất là nhiều bài học rồi, nhưng mà tại sao nó luôn lặp lại? Tại vì đó là một cái chu kỳ tất yếu của cái nền kinh tế. Và mình hay nói vui đó là cái bản chất của con người. Tại vì rõ ràng ở trong cái thị trường nào mà chúng ta từng trải qua từ thời xa xưa đến nay, đúng không? Thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường vàng, thị trường hàng hóa, dầu, các thứ, hay là đến bây giờ thị trường crypto, thì dĩ nhiên các cái đặc điểm của các cái thị trường nó sẽ khác nhau, những cái đối tượng nó sẽ khác nhau. Nhưng mà anh em phải nhớ là cái người tạo ra và cái người vận hành thì chính là cái chúng ta, là những cái người tham gia đầu tư vào trong thị trường này nè. Và rõ ràng thì cho dù là lịch sử nó có thay đổi như thế nào, những cái đặc điểm của cái loại hàng hóa, cái loại tài sản chúng ta giao dịch nó có thay đổi, nhưng mà cái lòng tham hay cái sự sợ hãi của con người là lúc nào nó cũng vậy hết. Cho nên là
chúng ta hiểu câu chuyện đó để chúng ta không có bài xích cái tín dụng. Chúng ta không có ngồi nói với nhau là tín dụng là xấu, chỉ vì vay mà tao bị thiên lý, vì mày vì vay mà giờ khi mà thị trường giảm cái mày làm, mày bị thiên lý làm cái coin tao hold nó giảm nhiều hơn, tao ghét tín dụng, cái đó thì nó không có đúng ha. Chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện này đó. Còn bởi vì thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải hiểu trước đó, hiểu được cái điều dĩ nhiên của cái câu chuyện là tại sao nó tồn tại tín dụng, thì chúng ta mới có cái khai thác được cái yếu tố tín dụng làm sao cho có lợi mình nhất. Khai thác ở đây thì có nhiều khía cạnh thôi. Thứ nhất là thí dụ như chúng ta có thể vay từ nơi thấp mà chúng ta chuyển đến nơi cao, chúng ta kiếm lợi nhuận một cách an toàn. Có rất nhiều người đã làm câu chuyện đó, đặc biệt là những cái người mà cái tài sản người ta rất là lớn. À, gần đây nhất thì cái câu chuyện mà suy thoái mà cái câu chuyện mà do cái đồng yên Nhật đúng không, thì cái gọi là cái giao dịch gì ở bên thị trường forex đó, khi mà người ta vay vay từ yên Nhật với cái lãi suất là bằng không, sau đó người ta mang đến mua các cái tài sản mạnh hơn đó, thì đó cũng là một cái kết kinh doanh gọi là trên lệch giá, trên lệch lợi nhuận đó. Thì trong thị trường crypto cũng có nhiều người ta đang tận dụng những cái điều đó, cho nên là anh em có thể khai thác cái câu chuyện đó để chúng ta kiếm ra lợi nhuận là cái thứ nhất. Tức là chúng ta chỉ vay khi mà chúng ta cảm thấy rằng cái lãi suất này chúng ta chấp nhận được. Và trong thị trường crypto cũng vậy thôi, khi mà lãi suất nó lên 15-20% thì đâu ai đi vay để mua bất động sản được đâu. Nhưng mà khi lãi suất người ta 4-5%, 6-7% gì đó thì người ta mới có cái nhu cầu vay. Thì đó là cái cách mà chúng ta tận dụng cái câu chuyện về lãi suất để làm sao có lợi nhất cho bản thân chúng ta. Hoặc là cái thứ hai là chúng ta, như mình nói ấy, là hãy hạn chế, chúng ta vẫn sử dụng tín dụng nhưng mà sử dụng trong cái mức kiểm soát. Khi mà chúng ta, nó giống như khi mà chúng ta vay tiền thì chúng ta mua một cái đồng coin chẳng hạn, nói đơn giản như vậy đi, thì chúng ta hay chỉ nghĩ đến là cái việc ngày mai nó sẽ x5, x10 hay là x2, x3 gì đó, tức là chúng ta hay nghĩ đến cái lợi nhuận trước hết. Nhưng mà thực ra chúng ta phải nghĩ đến rủi ro trước nhất, tức là thí dụ như trong trường hợp xấu đi, cái phân tích chúng ta sai, cái nhận định chúng ta không đúng thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu tiền. Thì khi mà anh em tham gia tín dụng, anh em cần phải lưu ý cái điều này đó. Chúng ta cần phải lưu ý là nếu mà trong trường hợp chúng ta gặp phải cái sự cố nào đó thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu tiền. Và cái thứ hai là với cái lãi suất như vậy, với cái mục đích vay như vậy, chúng ta có thể trả được, tạo ra được cái dòng tiền để mà trả được cái phần lãi và phần gốc hay không, nó có đủ an toàn, nó có là một cái phương án vay an toàn cho chúng ta hay không. Chúng ta phải cân nhắc cái chuyện đó, kể cả trong thị trường crypto chứ. Tức là anh em bỏ ETH vào, anh em vay USDC đi, anh em vay USDC thì khá là an toàn rồi, nhưng mà an toàn hay không lại là do mục đích vay. Tức là ví dụ mình vay USDC để mà deposit vào các cái nền tảng lending mới để mà mình farm thôi, đơn giản là mình farm airdrop thôi, chẳng mất gì cả, thì mình chịu lãi suất vài phần trăm một năm đối với mình không hề là vấn đề gì, tại vì khi mà airdrop nó thành công thì mình còn ăn được nhiều hơn, ví dụ vậy ha, thì nó an toàn, dĩ nhiên rồi, rất là an toàn. Nhưng mà thí dụ như Nguyên vay USDC để Nguyên trade future thì cái này phải coi lại ha, chưa chắc đã an toàn. Đó, thì đôi khi mục đích vay nó khác nhau là nó đã dẫn đến những cái rủi ro nó khác nhau rồi, thì anh em cần phải tính toán câu chuyện đó ha. Rồi cái thứ ba mình muốn chia sẻ đó là như mình nói hồi nãy á, tức là chúng ta cũng cần phải cân nhắc kỹ những cái nền tảng lending mà chúng ta tham gia đó, và chúng ta chỉ nên ưu tiên những đặt tài sản, những cái vị thế vay lớn vào những cái nền tảng lending uy tín. Thì về như cái thị trường tài chính truyền thống cũng vậy thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn những cái ngân hàng uy tín. Tiếp theo là trong những cái ngân hàng uy tín, ví dụ như top 4 chẳng hạn, Big Four chẳng hạn, thì chúng ta lại mới bắt đầu quan tâm đến câu chuyện là thế thì lãi thằng nào tốt hơn, chính sách của thằng nào ok hơn, hay là cái cơ chế thiên lý của thằng nào nó lợi cho mình nhất. Ví dụ như ở trong trường hợp tao bị chậm lãi 1-2 tháng thì mày phạt tao như thế nào, thằng nào ngon nhất thì mình sẽ chọn thằng đó. Thì DeFi cũng vậy, chúng ta cần phải quan tâm đến cái cơ chế, cái chính sách của từng cái thằng giao thức, nó sẽ khác nhau ấy, nó không hoàn toàn giống nhau đâu. Và cái nào tốt, cái nào tiện, cái nào mà chúng ta kiếm được nhiều lợi ích nhất mà nó vẫn an toàn thì chúng ta dùng. Đó, còn những cái nền tảng lending mới thì như mình nói, chúng ta chỉ nên để một ít phần tiền vào, chúng ta farm airdrop hay là chúng ta trải nghiệm thôi, chứ không ai lại đi all in ở trên những cái nền tảng lending nó mới làm vài tháng, hay là TVL nó chỉ có mấy chục triệu đô đổ lại cả, nó rất là rủi ro. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái cách mà chúng ta có thể tối ưu hóa cái câu chuyện tín dụng và tham gia lending một cách an toàn hơn.
Ok, cảm ơn Poseidon. Có một xíu đính chính với anh em, đó là cái câu chuyện mà vay để chơi future hồi nãy mà anh Poseidon nói, đó là cái ví dụ ở trong cái bối cảnh đó thôi anh em ha. Một cái ví dụ thôi. Rồi thì ok, em nghĩ là cái câu chuyện hôm nay là nó cũng khá là nhiều cái gạch đầu dòng thú vị á, mà chúng ta có thể gọi là ứng dụng cho cái hành trình phía trước. Hy vọng là sau một cái bài test, một cái bài kiểm tra, nó cũng khá là, nó hơi khắc nghiệt vào đầu tuần này, thì chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta rút ra được những cái gạch đầu dòng, những cái bài học nó giá trị hơn cho mỗi cá nhân thôi. Cái cuộc trò chuyện hôm nay chỉ là những cái gọi là những cái chia sẻ của cá nhân mình và anh Poseidon thôi, chứ cũng không phải là cái câu chuyện liên quan đến ai chỉ ai cái gì hết. Thì sau mỗi cái sự cố như vậy thì mỗi cá nhân chúng ta sẽ có những cái gạch đầu dòng riêng cho cá nhân mình. Thì hy vọng là anh em sau cái buổi trò chuyện hôm nay cũng có thể lượm nhặt được một vài những cái thông tin hữu ích. Rồi thì cái podcast tuần này nó cũng dài rồi, chắc là bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, thì cảm ơn Nguyên và cảm ơn tất cả mọi người cũng đã theo dõi DeFi Discussion, và để làm một cái nơi để chúng ta có thể cùng với nhau chia sẻ về những cái mà trải nghiệm cũng như là cái nhận định của chúng ta về mặt thị trường. Thì như thường lệ thôi, mình chúc anh em tiếp tục gặp nhiều cái may mắn và thành công trong cái quá trình tham gia thị trường, và mong là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ DeFi Discussion và Coin68 TV. Hẹn gặp lại anh em trong các cái phần tiếp theo. Rồi, ok, cảm ơn Poseidon rất nhiều. Cảm ơn anh em đã nghe đến tận những giây cuối cùng của DeFi Discussion lần này, và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Bye bye anh em.